Để nó lạc xuống dưới thì ra sao chứ? Như nó thì ngốc như vậy thì khổ rồi. Đau quá. Sư phụ, tôi đã thấy hết rồi. Còn ngó thấy cái gì? Đó là phương pháp tập vô địch phong quả lưng sư phụ định biểu diễn cho trò xem, có phải không? Và lúc nãy sư phụ ở trên kia không một chút do dự lăn xuống đây thì là vô cùng can đảm. Trời, đứng ở trên rất lâu không có dám lăn gì quá cao đi. Còn thấy hết rồi à? Thấy hết rồi, thật lợi hại quá, chiêu này quá thật là lợi hại đó. Tôi nghĩ là không có tập được không vậy hả? Tập những chiêu thấp hơn càng hay hơn. Mặc kệ con nghĩ thế nào, sư phụ cũng đã làm thử cho con xem. Lì xì cho thầy đi chứ. Được, không thành vấn đề. Không thành vấn đề thì đưa đây, đang chảy máu nè, đưa cho may mắn đi. Theo trò. Còn đi theo gì nữa, thầy đứng vậy không có được nè. Cái thằng khốn nạn. Ừ, lẹ lên đi, mau lên đi, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Hey. Chào. Tặng cô nè. Hồi trước tôi quá thô lỗ, lỗi tại tôi. Bỏ qua đi. Hay là gì? Mời cô tới nhà tôi chơi. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Ở nhà của tôi vừa rộng rãi vừa thoải mái. Anh điên rồi hả? Đừng có chạm tới tôi. Ê, này này nè, khoan đã. Đã, chủ tướng là cái kiến của ông nè. Bể rồi. Hả? Sao vậy? Cô dám làm bể cái kiến của tôi à? Cái kiến thứ danh của tôi à? Chủ tướng là đừng có la nữa mà. Con nhỏ có chạy rồi kìa. Đi rồi kìa. Bắt cô ta. Dạ. Đứng lại. Quay làm cái gì đó, vô tới đó. Cô có biết tôi dành dụm bao lâu mới mua được cái kiến mất tiền này không? Tôi đeo kiến cho cô gái đó, cô phải đợi lại cho tôi. Tôi đếm tới bà, anh làm ơn mua tay tôi ra. Một. Tôi tưởng cô là người cao đẳng có vậy, không ngờ cô thô bạo như vậy. Cô đừng có ép bức tôi nha. Bây giờ tôi phải trị cô ở đây. Dừng tay. Hãy thả con gái đó ra đi. Nó là ai vậy? Hả? Con mèo ca phi. Tôi thích nó. Bắt giữ nó. Mày lại. Mau thả con gái đó ra. Thằng kia, mày đừng có dễ dàng làm tàng. Mau lộ cái đầu mèo ra coi. Tao nói là thả con gái đó ra. Mày không muốn sống nữa hả? Dám hỗn sự với tao. Con mèo mất dịch này dám giành ăn gái với tao. Yeah, chúng ta đã rồi. Yeah. Đánh nó. Một cú thôi sân là đấm ngã mày. Chưa đánh đang ngã. Lấy con dao đến rạch mặt nó ra coi. Tụi mày thấy gì chưa? Ai dám khiêu chiến với tao chỉ có con đường chết thôi. Có lẽ là ai đang đánh lộn với Hắc Hùng đó. Có người bịt mặt mặc bộ đồ đen đang đánh lộn với lại Hắc Hùng đó. Quả thật sức can đảm ha. Ta là vô địch đi. Tao đã nói rồi. Không ai có thể đánh ngã tao đâu. Đánh nó đi. Bài sơn đảo hải. Vô địch phong quả lớn. Wow.
Quay lấy vũ khí đây, lại sao? Ê, ê, ừ, làm gì vậy? Làm gì cho che mặt kìa? Làm gì vậy? Sư phụ nói rất đúng. Thì ra khi bịt mặt lại quả nhiên rất lợi hại. Kết quả mình đã đánh thắng rồi. Kết quả mình đã đánh thắng rồi. Về báo rồi hãy nói. Bây giờ tố cáo anh có hành vi bất cẩn nơi công cộng và nghi ngờ anh là trùm xã hội đen. Lấy cái mặt nạ làm tăng chứng. Qua cách tin tức mới, có người đeo mặt con mèo Gaffy cứu được cô Lệ. Hả? Tin tức mới à? Con mèo Gaffy bịt mặt đã cứu được qua coi toàn cầu rồi. Hả? Tin tức mới hả? Ba năm nay Hát Hùng là đấu thủ giỏi nhất, lần đầu tiên bị người ta đánh ngã. Hả? Mèo Gaffy bịt mặt như một chiêu vô địch phong quả luôn đánh ngã Hát Hùng là chủ tướng của Nhu Đạo rồi. Mua xong rút tay ra, có biết ai là con mèo Gaffy bịt mặt không? Cô lại. Tôi đã nói rồi, tôi không có biết ai là người bịt mặt đó mà. Đâu có thể như vậy chứ. Đúng vậy đó. Không thể vậy đâu cô Lệ à. Cô có biết tại sao người đó lại cứu cô sao? Cô nói gạt thì tôi đúng gì? Rồi, cô nói gạt mà. Mà cứ thiệt đi. Tôi thì là không biết phải nói thế nào với các cô. Ở trong đời của tôi đây, tôi thì là chưa từng thấy ai giống như người này. Giống như tôi mà đứng ra cứu tôi. Tôi thì là không biết người này là ai. Tôi chỉ biết người này cứu tôi nhưng mà không có yêu cầu việc gì. Mỗi lần bị đánh ngã anh ta đều đứng dậy lại. Anh ta quả thì là một người rất can đảm. Tôi bây giờ chỉ hy vọng là có thể gặp được anh ta. Để cho tôi nói một lời cảm ơn với ảnh. Hả? Cô không biết anh ta thiệt sao? Vậy thì tôi không thấy cờ bạc được rồi. Tôi được gặp anh cũng như là gặp mặt ảnh rồi. Anh có biết là tôi đã chờ anh lâu lắm rồi hay không? Khoan đã, để tôi đoán cái tướng mạo của anh nha. Chắc là có một cặp chân mày rậm rạp, cặp mắt nhất định là có thần, là có khí khái của một đấng nam nhi. Tôi thì là hồi hộp quá. Hả? Cô đoán đúng hết rồi. Mà hôn tôi cái đi. Hả? Khoan đã. Tôi là một người cứu cô. Cô định báo đáp tôi sao đây hả? Thật ra tôi mới là thật đây. Đây là chìa khóa phòng của tôi. Cô lấy đi. Tôi trong phòng chờ cô. Tôi là một người thật thà, không bao giờ lợi dụng phụ nữ. Cho tôi ôm cô một lần đi. Cô Lệ. Ui da. Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi. Đừng sợ, tôi sẽ cứu cô đi nha. Điền. Sao mày lại có mặt ở đây, thiệt là xảo quyệt. Muốn giành trước tôi tao hả? À, đúng rồi, xếp hàng chứ, xếp hàng đằng sau đi. Chạy đi, mau. Tôi mới là thật đi nè. Xếp hàng đằng sau kìa. Taxi. Sư phụ cũng tới đây nữa hả? Phải, tới đây chung vụ với người ta. Thật là không ngờ sư phụ cũng là người như vậy. Trong xe này toàn là người như vậy. Tôi đâu có phải, chính tôi đã cứu cô gái đó mà. Bộ mày giỏi vậy sao? Nếu tao không có chỉ điểm mày được như ngày hôm nay à? Chỉ điểm gì? Quả thật tôi đã luyện thành vô địch phong quả luôn. Đừng có nói dốc với tao. Lần này may mắn thôi, lần sau còn có may mắn sẽ toi mạng đó. Vậy còn gì nữa, tao nói dối sao? Con muốn biết ngày mai trang đầu trên báo đang gì không? Đăng gì? Xe đụng vào núi.